chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin hot của FT Shop Channel. Bây giờ thì còn chương trình nữa, chúng ta sẽ cùng nhau điểm nhanh qua những thông tin sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nokia 7 Plus là điện thoại Nokia đầu tiên được cập nhật Android Pie vào tháng 9. Song song thông tin đặt trước iPhone 2018 dù chưa được ra mắt, Nokia 6.1 Plus chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam giá bán 6,59 triệu đồng. Một tin vui dành cho những bạn nào chúng ta đang sở hữu chiếc Nokia 7 Plus, đó chính là trong một sự kiện ngày hôm qua, thì CEO của SMD đã công bố Nokia 7 Plus là một chiếc smartphone đầu tiên cũng như là sớm nhất của Nokia được cập nhật Android Pie. Cụ thể là một sự kiện truyền thông diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, giám sản phẩm của SMD Ruhol Sakipat đã xác nhận rằng Nokia 7 Plus sẽ nhận được bản cập nhật Android 9.0 ổn định vào tháng 9 tới. Có thể nói đây sẽ là chiếc smartphone dùng chip Snapdragon 660 đầu tiên được cập nhật nền tảng này. Các thiết bị Nokia còn lại trong danh mục đầu tư của SMD Global sẽ nhận được bản cập nhật Android Pie trong những tháng tiếp theo. Trang Android Central dự đoán Nokia 8 Sirocco và Nokia 6.1 sẽ được cập nhật Android 9.0 ổn định trước khi kết thúc năm 2018. Rất là nhiều những cái thông tin về thiết kế cũng như những thông số bên trong của bộ ba iPhone 2018 được tiết lộ. Vậy thì bạn có bao giờ tò mò về thời điểm ra mắt, thời điểm lên kệ cũng như đặt hàng sản phẩm này hay không? Thông tin sau đây sẽ giải đáp câu hỏi này cho các bạn. Mới đây hai nhà mạng của Đức đã tiết lộ rằng Apple sẽ cho phép đặt trước các mẫu iPhone 2018 từ ngày 14 tháng 9. Thông thường Apple sẽ cho phép đặt hàng iPhone trong vòng 2 ngày sau khi ra mắt chính thức. Vì thế suy ra là iPhone 2018 sẽ có thể ra mắt vào ngày 12 tháng 9. Và nếu mà chuẩn bị ra quy định trình hàng năm của Apple thì các mẫu iPhone năm nay sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường từ ngày 21 tháng 9. Gần như mọi tin đồn đều cho rằng năm nay Apple sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone mới. Chúng bao gồm iPhone LCD 6.1 inch, iPhone 10 với màn hình OLED 5.8 inch và iPhone 10 Plus với màn hình OLED 6.5 inch. Trong đó iPhone LCD là mẫu rẻ nhất và có lựa chọn hỗ trợ 2 SIM. Vào chiều hôm qua trong một sự kiện diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thì SMD đã giới thiệu chiếc Nokia 6.1 Plus tại thị trường Việt Nam với một cái mức giá rất là tốt. Và khi đặt hàng trước sản phẩm này, các bạn sẽ có cơ hội nhận được một cặp vé để du lịch quê hương của Nokia. Nokia 6.1 Plus được xem là smartphone tay nhỏ đầu tiên của Nokia. Phiên bản này hướng đến phân khúc tầm trung với cấu hình khá tốt. Trong đó màn hình của điện thoại này sử dụng kính cường lực Gorilla Glass 3 với kích thước 5.8 inch được phân giải là Full HD Plus, sử dụng tỷ lệ khung hình là 19:9 trên tấm nền IPS LCD. Bên trong sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 636 8 nhân, xung nhịp 1.8GHz cùng với loại đồ họa Adreno 509, đi kèm là dung lượng RAM 4GB và người dùng sẽ có 64GB bộ nhớ ROM để lưu trữ dữ liệu. Với nhiếp ảnh Nokia 6.1 Plus có cụm camera 16MP và 5MP ở mặt lưng, camera selfie độ phân giải là 16MP khổ độ F2.0, viên pin dung lượng 3160mAh và cảm ứng vân tay nằm ở phía sau. Nokia 6.1 Plus chính thức lên kệ thị trường Việt Nam vào ngày 26 tháng 8 tới đây với mức giá là 6,59 triệu đồng. Đặc biệt khi đặt mua sản phẩm này tại FT Shop, người dùng sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn và ưu đãi trả góp 0% lãi suất với mức hàng phụ kiện 550.000 đồng và cơ hội trúng hai vé đi Phần Lan trị giá 300 triệu đồng. Như vậy là thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe FT Shop Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo nhé.